Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của bé Peo. Và ngày hôm nay tôi tìm được một cái map, nghe nói là map này đồ họa cốt truyện nó hấp dẫn, nó thú vị lắm các bạn ạ. Map có tên là Đảo Mặt Trời. Map Đảo Mặt Trời của bạn là Ranato Miniwa. Ok, giới thiệu map phiên bản 0.5.9, luyện cấp, học kỹ năng và phát triển theo cách của riêng bạn. Ngoài nghe để quấn đấy nhở, bị luận gì đây? Chỉ chơi đơn giúp mình nhé bạn. Tạm thời mình sẽ không xử lý các vấn đề đảo mặt trời vì hiện tại mình đang chắc là thực hiện một bản đồ khác. Khi quay lại đảo mặt trời mình sẽ thông báo. Tức là hiện tại là cái map đảo mặt trời này mà có bị lỗi gì thì kệ các bạn đó, ý như thế. Các bạn cố gắng đợi đi, đợi khi nào mình quay trở lại tính sau. Chắc là thế bạn ạ. Ok, mà không sao, trải nghiệm một chuyến phiêu lưu kỳ thú này, chiến đấu boss siêu ly kỳ. Ủa nghe quấn thế nhở, khiêu chiến quái vật bạn ạ. Được đấy, ok. Tôi thì ngày hôm nay trải nghiệm từ xem cái map đảo mặt trời của bạn Rantaro. Ok, bạn Rantaro này có ID là 20079220 các bạn ạ. Xem thử xem có gì hay, có gì thú vị không các bạn ạ. Ok, thì trước khi bắt đầu video các bạn đừng quên để một like, đừng quên chia sẻ với chuyện bè và đừng quên nhấn ký cho đăng ký ủng hộ mẹ em bạn ạ. Rồi bạn ơi, xem cái map này chơi như nào đây. Tôi cũng tò mò bạn ạ. Không mở phòng chơi liên thông, ok luôn, nhấn mạnh luôn. Không mở phòng liên thông bạn ạ, cứ mở sao nhở. Ok đi. Chọn ngoại hình nhân vật bạn ơi. À đây, cái nhân vật số 3 này là phía sau lưng có con gấu đẹp lắm bạn ạ. Tôi khá thích con gấu bạn ơi. Đó, chọn nhân vật số 3 nè. Người dẫn chuyện của cốt truyện đấy mà. Từ lâu bạn đã sống ở hòn đảo mặt trời, một hòn đảo thần tiên với những cư dân sở hữu phép thuật. Ok. Tuy nhiên vào một ngày kia, lũ quái vật từ khe nứt không gian chẳng rõ từ đâu đến đã xâm lược và biến hòn đảo gần đó thành địa bàn. Dần dần các đảo lân cận đã bị chúng chiếm đóng và cử những con quái vật đến canh gác. Ngày sinh nhật 16 tuổi của bạn. Tôi ok, tôi 16 tuổi. Ngay ngày mà cả làng sẽ dạy bạn phép thuật. Bọn quái thú đã đến tàn phá hòn đảo. Ok. Bắt đầu. Ngày sinh nhật thứ 16 thì nghe kiểu kinh dị mấy hồi. Tôi thui mấy. Ôi đấy, mèo béo. Từ. Mèo béo mau ra ngoài. Một cái cam bị che rồi, tôi khoan cái cam bị che mất câu chuyện rồi thì sao rồi. Mình nên chuyển cam trên này không nhở? Bạn đợi tí nữa mình sẽ chuyển cái cam trên này. Chuyển được khung bên trước. Ok. Ok rồi, rồi. Cái này là ổn đấy nhở. Rồi nhá. Mèo béo mau ra ngoài ngay đi, có chuyện lớn rồi, nhanh lên. Mau xuống lầu và nhìn. Ôi, cháy vậy, ngủ đã, sợ quá cháy rồi, ngủ bạn ơi. Ngủ rồi, trốn rồi. Sợ quá trốn bạn ơi, sợ quá trốn rồi. Khoan đã, tính ra là ấy, tôi là cư dân của đảo mặt trời mà, đúng không? Mà đảo mặt trời tức là rất là nóng đúng không? Tôi có thể sống trên mặt trời thì tôi sợ gì đám lửa này đúng không? Đúng rồi. Mình có thể sống trên mặt trời mà, thì cái lửa này bình thường mà. Ôi giời ơi. Ủa? Quá. Bên này thì lửa cháy mà bên này thì mưa to. Ôi, có bên có cả siêu quá cái gì này. Ảo ta, một bên thì mưa to, một bên lửa cháy, bên này thì sao? Bên này, ôi bên này vừa mưa lửa. Ôi nhỉ, bên này thì chỉ có lửa không có mưa, bên này thì chỉ có mưa không có lửa, còn bên này thì vừa mưa vừa lửa. Ôi bên này sao? Bên này thì phải mưa không thôi. Ok, ra ngoài đi bạn ơi. Lạ lắm bạn ạ, cái đảo lạ lắm. Ảo thật đấy bạn ơi. Nè đúng rồi, có mưa này. Lúc này nó cháy, nó không sợ đúng rồi. Tôi là người ở trên đảo mặt trời mà, dăm ba cái lửa sợ gì bạn ơi. Hắn chính là thủ lĩnh và đang âm mưu xâm lược hòn đảo chúng ta. Sợ quá trời ơi, chịu. Mình là mới ở đây bắt đầu học. Khoan, từ nãy có chuyện ghi là ở tuổi thứ 16 dân làng sẽ dạy mình phép thuật, tức là mình còn chưa học được cái gì đúng không? Thì tại sao bắt mình hạ gục boss rồi? Ủa ơi, giống như kiểu là vừa mới chơi game mà bắt đầu với cả top server bạn ạ. Ôi rồi ơi, ảo thật đấy. Vừa mới chơi game mà bắt đánh boss top server rồi. Không còn cách nào khác, phải tập hợp sức mạnh của chúng ta. Mèo Peo, bọn ta sẽ đưa sức mạnh vào cầm. Hãy dùng nó để tiêu diệt hắn nữa kia thôi. Anh tự tiêu diệt đi, em sợ lắm. Em vừa mới vào game mà các anh bắt em đánh với top server sao em chơi được. Ôi trời ơi. Vậy? Ôi, Wow, mèo Peo được truyền năng lượng này. Ôi giời ơi. Đừng ngâu vậy. Ôi. Oh my god, Nini hy sinh rồi. No.
bọn ta sẽ đưa Nini vào nhà. Mèo béo, hãy mau đi lấy một bình cấp cứu ở cửa hàng thuốc đến đây nhanh lên. Nhiệm vụ bắt đánh boss mà. Bình cấp cứu ở bình nào? Cửa hàng thuốc ở đây. Ủa mày quá miễn phí, tưởng nước lúc tưởng đang lúc người ta cần cấp cứu gấp mà bà bán tiền tôi đấm luôn đấy. Trời ơi, đang cần cấp cứu người tao còn bán đắt là thôi tôi đấm nó. Miễn phí là chuẩn đấy, không xu. Wow, cảm ơn mọi người rất nhiều. Nini thấy đỡ hơn rồi, làm phiền mọi người quá. Ok, giữ đúng lời hứa với cậu, hôm nay các sư phụ sẽ dạy cậu cách sử dụng phép thuật. Hãy tìm gặp họ ở các nơi trên hòn đảo này, họ sẽ giúp cậu. Ủa, tôi tưởng tôi vừa được truyền sức mạnh mà. Ủa, lúc đấy mình thấy mình vừa được truyền sức mạnh. À, mình mới chỉ được truyền sức mạnh thôi. Mình tự nhiên là lên cấp này. Tự nhiên đi cứu người là lên cấp à? Ok. Tìm sư phụ trên đảo để học tập phép thuật. Wow. Ủa, phép thuật ở đâu? Ủa, ở đâu? Ủa, rồi sư phụ ở đâu? Level 5 mở. À, level 5 mở. Ui. Wow. Chỉ cần mất có 39 đậu mà chúng ta có tận 30.000 xu. Wow. 149 đậu chúng ta có tận 300.000 xu. Wow. 249 đậu chúng ta có 500.000 xu. Ok, từ bữa nay vừa mới chơi game mà đã nạp lần đầu này không ổn mà lại từ chơi khi nào thì khó quá thì chúng ta nạp lần đầu sau phải đã đúng không? Như thế nó mới hấp dẫn. Cái map này chúng ta có thể làm series nhiều tập các bạn ạ. Chứ đâu phải là chỉ chơi một tập đâu bạn ơi. Ui, con gấu tên ở đâu? Tôi khá thích con gấu bạn ạ. Nhìn nó khá là cute. Ủa mà sao rõ ràng là sao tên mặt thành thân làng này. Ủa mà tôi là đây là nhân vật nữ mà sao đây là nhân vật nam ở trên này? Ảo ấy. Mà quan trọng bây giờ là đi tìm để sư phụ. À, thầy sư phụ. À, nhầm cái gì sư phụ, tưởng thầy sư phụ. Thủy sư phụ nhầm hết hồn. Mình tưởng thầy sư phụ đã sư phụ còn thầy hết hồn. Trước hết, con vẫn còn quá yếu để điều khiển phép thuật. Ta sẽ triệu hồi những quái thú lên sân. Còn hãy luyện tập đến khi đạt level 5 nhé. Ok luôn. Đâu? Ở đâu ấy? Mày ơi. Mày này. Gì? Mày. Lên bạn thôi, ok. Mình phải cày bạn lại, mình phải cày lên level 5 đã. Chúng ta cần phải lên level 5 nè. Chí mạng, không chí mạng. À đây, chí mạng này. Ủa mà sao mình cầm kiếm ở trên tay là không cầm kiếm được. À, do mình đang xài mô hình ở đây. Ôi, đang xài cái skin bằng mô hình này á. Thành ra là đang xài skin 3D. Cho nên sẽ không hiển thị đang cầm kiếm bạn ạ. Hơi buồn à. Mặc skin 3D là không hiển thị cầm kiếm bạn ạ. Mất công tôi dùng skin kiếm đẹp. Cay thế nhở. Đâu rồi? Đâu? Thầy ơi. Đây. Hết quá rồi. Ok bạn ơi, rồi. Con đã đủ sức mạnh để học phép thuật rồi. Để học được một phép thuật mới cần phải có sách thánh và tiền xu. Ôi giời, ở đây thấy không? Muốn mạnh thì phải xì tiền ra. Ok. Sách thánh và tiền xu sẽ rơi ngẫu nhiên trong hoạt động đi ải thống nhất quần đảo. Ta sẽ cho con trước một vài quyển sách và hồn hoàn để học. Nghe rồi mới kiểu mấy game kiếm hiệp ấy nhở. Nào là quyển sách thần công còn hồn hoàn các thứ. Ôi giời ơi. Ok. Hãy mở giao diện hồn hoàn lên như xong. Ôi ôi. Được hồn hoàn nào. Ok đã hiểu. Đó. Wow. Đóng băng. Wow. Ủa cái này cần 30 sách bật nhiều tiền quá nhở. Ôi hay nha. Ở cái map này. Cái map làm series được nha. Hay nha. Được đấy, MP 20% mắc MP cooldown này. Hồi chiêu 10 giây đóng băng. Bắn về phía trước một phi tiêu băng đóng băng kẻ địch. Trong suốt quá trình đông cứng sẽ bị sát thương liên tục. Hiệu ứng có cộng dồn. Nghe hấp dẫn đấy. Ôi, được còn nâng cấp hả? Mình thế được rồi, đủ rồi. Hết một sửa tiền còn đâu? Rồi, có hết tiền rồi. Hãy thách thức bản thân. Chưa quỳ bằng ấy, tôi biết chưa đọc xong mà. Ủa con chưa đọc xong mà. Trời ơi, đánh bại đảm giáo thử nào. Ui, đánh bại đảo rồng 3 lần. Có đảo rồng đâu. Ủa, where be đảo rồng nhà thám hiểm. Wow, hình như ải bột đúng không.
chắc là ải bồi bà đã chứ chứ vừa vào ải năm à bé ải này à ok 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 đi đúng không hòa bồi xin với wow cái map này đồ hòa xin ta đỉnh đấy ok hòa wow, đùa của nó bạn ạ bài này ôi chuyển đi luôn bà hồi chưa lâu quá nhé yeah. Đánh 10 con rồng, ủa lúc nãy kêu đánh 3 con rồng mà sao bây giờ lên 10 con rồi. Nó băng này. Yên tâm, khi nào thì khó quá thì mình sẽ nạp lần đầu nha. Nạp lần đầu lấy tiền lại lấy tiền mua đồ. Mà hiện tại chưa, cứ ở tới bữa ơi, vội gì. Khó quá thì tâm nạp lần đầu gì đấy. Bấm vào đây không trả tiền. Mắt này chê à? Bấm vào nạp tiền nó không nạp tiền, bấm là ảo thật đấy. Ok ok đủ rồi. Bao rồi ôi. Đánh bại đảo rồng con 3 lần tức là phải đánh 30 con bạn ạ. Ôi xong rồi ôi. Ok bạn ơi, đi 3 lần đấy tức là phải đi 3 lần. Được 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 được. 3 lần tức là tổng cộng 30 con đấy. Mỗi lần 10 con là 30 con. Ok cũng được. 7 này. Ok. Hết mana bạn ơi, chết rồi. Hết mana rồi. Bởi sách cái gì ấy? Làm sao để hồi mana nhập mùa thiền đúng không? Không có gì hồi mana. Hết mana rồi. Oh no. Ôi không đủ mana bạn ạ. Không đủ mana. Cứu. Ôi giờ bởi khó ngày tôi hết mana mới cay chứ. Đi khó chơi, đi khó chơi, đi khó chơi. Ok bạn ơi, về này. Cái gì mà đã hết thời gian trải nghiệm miễn phí à. Vui lòng mua thẻ tôi này. Ok bạn ơi, 39 đậu rẻ mà. Được. Mà chị Quấn này đáng để đầu tư ấy. Thế không? Cũng đúng thôi. Nhưng mà cái bác này hay này. Nhưng cái bác là hay đầu tư này. Các bạn cũng phải nên bỏ ra một chút chút để chơi bạn ạ. Thực sự đáng để chơi đấy. Ơ thế là xong nhiệm vụ rồi à. Bây giờ nhiệm vụ là phải thăng lên cấp 10 bạn ơi. Nhiệm vụ tiếp theo là phải lên cấp 10 này. Ui ok, cấp 10, đi. Hợp lý phết nhở, được đấy. Bắt là mình nghĩ là kể cả các bạn nào có nạp nhiều thì cũng phải cày level từ đấy. Mình nghĩ lên level nó không nhanh ở đâu. Bậy. Ui, dùng tốn nhiều mana phết bật ạ, tốn đấy. Biết sau này có cường hóa giáp, cường hóa vũ khí gì không? Chắc là có, mấy game kiểu này hay thế lắm. Được, quần nó phết bật ạ, mát này quấn thật đấy. Bắp này đỉnh đấy. Đẳng cấp đấy. Đẳng cấp đấy. Mà nói đẳng cấp. Nó là 2. Đầu hàng đấy. Sao đầu hàng? Đầu hàng thế nào? Hà chết chứ không chịu đầu hàng. Chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Vơ vẩn. Đâu trả hàng. Không có đâu. Thà thua cuộc chứ không bao giờ chịu đầu hàng. Ok bởi dô. Cứ cầm một cây đi cả lại cũng được tiền này. Kinh nghiệm các thứ này hợp lý phết nhở. Không biết hiện tại mình level bao nhiêu nhở. Không ghi level à. Ở đây bị mất lên bị. Ủa mình hết thuốc rồi này. Quái vật xuất hiện gì này. Ủa là như nào. Hết thuốc à sao bạn ơi. Bị lỗi à. Ở đây nó không hiển thị hết bạn ạ. Chủ mát này tính toán lại cái chỗ này nhá. Nó không hiển thị hết này. Đó. Ở đây mình thấy có bình thuốc hay gì này. Đó. Bình thuốc hay gì mà mình là không sử dụng được bạn ạ. Đó, nó không hiển thị. Hay bê cày chứ. Mà mình cũng chả biết là mình đang level bao nhiêu bạn ạ. Ở đây có cái thanh level bị che mất rồi. Đó nè. Chủ bác là nên chỉnh sửa lại. Bạn nào có quen chủ mát thì bảo bạn chủ mát chỉnh sửa lại cái giao diện nhá. Này. Cái giao diện hiện tại bị che này đó. Nó bị mất một góc này. Thành ra mình còn chả biết là mình đang level bao nhiêu. Mình đang có cái đồ gì. Đó. Thành không. Chả biết là tôi đang level bao nhiêu luôn bạn ạ. Thế biết quay chứ. Bồ đây. Ải bồ là cái gì. Đó gì. Có hai cái đồ. Có hai đồ ải bột này. Mình không biết là đồ gì bạn ạ. Cứ lên là 10 tính xong. Nhiệm vụ này vẫn chưa xong bạn ạ. Chứng tỏ là chưa được. Chứ đủ chứ đủ. Ok bạn ạ. Mình đã tích được rất là nhiều sách thánh. Sách thánh này để có gì mình học kỹ năng mới bạn ạ. Chứ không nên nâng cấp kỹ năng vội nữa.
mình quan trọng bây giờ làm sao để cái mana tăng lên này, hoặc là hồi mana này. Chứ bây giờ kỹ năng bằng bệnh mà dùng được có 1-2 lần hết mana thì nó làm gì đúng không? Thà đánh tay bằng bệnh nhờ. Chứ kỹ năng bằng bệnh mà mana là không đủ, là không ổn. Mình phải tìm cách làm sao để có thể là cái mana tăng lên được này. Hiện tại hết mana rồi, hết nội năng ấy, hết năng lượng ấy. Ok bây giờ rồi, 7 con này. Đâu rồi, quá đâu rồi, quá đâu rồi. Rồi đây. 7 nhá. 7 này. 7 này. Ồ, cái bên đây cũng lạ nhỉ. Không biết là khi nào mới lên được level 10 mà nè. Ôi dồi ôi, nãy giờ mới level 8 thôi em ơi. Ôi dồi ôi. Cái gì đây? Mua mana này. Cộng giáp, mua không phải à? Cầm đồng hóa. Cứ từ từ nè. Bản đồ, đi bằng này, đi bằng cái này được này. Hang hay này. Bên này là cửa hàng này, mình có khá là nhiều tiền. Bên này nâng cấp bạn ạ, ui. Yêu cầu level 10, mình nâng cấp kiếm bạn ơi. Mua là lấy tiền vàng có thể mua cái này. Thì ra là thế bạn ạ. Thế cũng được, để 10.000 xu được 5 cái này cũng rẻ mà, cũng được. Mình có nên nâng cấp kỹ năng bằng cái kỹ năng này thì level 10 mới học được à? Cái bao nhiêu? Mưa băng này, được học không? 10.000 xu tốn kém nữa. Nâng cấp cũng tốn 2.000 xu bạn ạ. Thôi mình nghĩ chả cần đâu. Cơ bản là năng lượng cũng chẳng đủ bạn ạ, cũng làm gì đủ năng lượng bạn ơi. Đó, mình có thể bấm luôn đây này, đỡ khỏi đi ra đi vào đấy. Bấm luôn ở đây cho nhanh. Và ui ôi, mỗi lần chính ra mỗi lần được có 1.000 kinh nghiệm, tức là đi 4 lần rưỡi, đi 4 lần rưỡi mới đủ kinh nghiệm để lên level 9. Khiếp nhờ. Chứng tỏ là lâu bạn ạ. Khá là tốn kém, khá là tốn kém đấy. Khiếp thật. Thế này thì càng. Ui dồi ôi. Ok. Mắt này thì như là khóa thời gian 12 giờ bạn ạ, không có tối đâu nhỉ. Không có sáng tối gì cả bạn ạ, khóa thời gian rồi. Mời ơi, mỗi lần thế này được có 1.000 kinh nghiệm bạn ạ. Có cách nào để kiếm kinh nghiệm hay hơn không nhỉ? Bây giờ mình muốn là ải 2 đúng không? Không được bạn ạ, bắt buộc phải đi ải này. Ui, căng đấy. Là không còn cách nào khác bạn ạ, đây là cách duy nhất rồi. Đó, mình không còn cách nào nữa bạn ạ. Mình bây giờ có bất kỳ này à? Không có cách nào không? Với sư phụ ơi, có cách nào nhanh hơn không? Cách sư phụ. Chà. Thà rằng là quái nó spam liên tục thì có nhanh nhỉ? Mình đi khám phá xem là quanh đây có gì không bạn. Ôi! Bên này có gì này? Bên này có thêm thổ sư phụ này, hơi đất này. Nhưng mà mình không bấm được, chắc mình chưa đủ level. Gọi là chưa đủ trình đấy. Tôi chưa đủ trình để gặp thổ sư phụ. Ok. Thông báo giới thiệu cốt quà tặng. Không có. Cái bí thuyết mà hay đấy, mà đầu tư xịn đấy, được đấy. Ổn áp phết nhá. Ok bạn ơi, trời ơi, nếu là tôi ngồi tôi cày cốt bản nạ vất vả lắm. Không biết lên level 9, level 10 gì đây. Tức là tôi đã đi tìm rồi, không có cái chỗ nào khác ngoài trừ vì chúng ta phải ngồi cày cốt bản nạ. Nó bà quái thì nó ra không phải liên tục bản nạ. Ủa bây giờ mới lên level 9 bạn ơi. Ôi giời ơi, tức là cần còn đi 5 lần nữa bạn ơi. Đi 5 lần nữa thì nó mới lên được level 10 bạn ạ. Nó không biết là chủ mắc cách nào để có thể lên level nó nhanh hơn không nhỉ. Chứ chỉ phải đi lâu lâu này mình thấy là hơi bị căng đấy bạn ạ. Nãy giờ đi được có mỗi lần là 1.000 kinh nghiệm này, còn 5 lần nữa khá là lâu. Nhưng mà hình như là mỗi lần lên level tăng thêm 10 đam này. Ok. Quan trọng là quái nó ra lâu quá, quái nó mãi chưa ra này. Ok bạn ơi, rồi còn 2 lần nữa bạn ạ. Trời ơi, đi cái này chính là vất vả nhỉ. Thà rằng là quái nó spam ra nhiều thì còn nhanh chứ. Chứ mỗi lần nó chỉ spam ra có 3-4 con bạn ạ. Đó. Ê, đợi quái ra, cái thời gian đợi quái ra lâu bạn ạ, nó lâu quá. Chứ đánh quái thì nhanh. Đâm này, đánh xong rồi đợi này. Đấy, đợi lúc quái nó ra. Mà mỗi lần ra ít bạn ạ, đợi tận 3 lần, nó hơi lâu. Thấy không? Mà ai chỉ để quái đâu. Mà ra được có 3 con, khá là ít bạn ạ. Đó. Này chủ map mà có thể cập nhật là sao quái nó ra nhiều thì nó hay hơn nha. Chứ này chơi hơi lâu nha. Đó, thấy không? Thời gian đợi quái nó lâu chứ. Đó. 7 này. Ok bạn ơi, rồi.
xong nhiệm vụ rồi một lần nữa. Ok bạn ơi, nào, ở chết nhầm. Đây cái này, cái phần giao diện này nhớ bị che này, có một số thông tin mình không nhìn được hết. Thật ra không biết là có cái gì mới không. Phần bên này tự nhiên mất một góc bạn ạ, mất nguyên một góc bên trái luôn này, không nhìn được hết bạn ơi, hơi buồn. Mong rằng chủ map chỉnh sửa lại. Không biết là mình thấy ban map này bạn ấy cập nhật lâu rồi nhỉ, thấy tuyển chọn kiểu rồi mà không sửa. Không biết như nào bạn ạ, hay là do cập nhật gần đây bị lỗi phần này nhỉ? Có thể bằng ngày xưa không bị mà mới gần đây bị đúng không? Chứ không phải là hiển thị bị lỗi ở đời nhỉ? Chắc thế. Chắc là ngày xưa không bị mà từ khi cập nhật gần đây bị thôi, mình đoán vậy. Có thể như vậy. Thôi đợi thôi, biết sao giờ. Mà chủ map bảo là chủ map sẽ không chỉnh sửa gì thêm nữa thì cũng chả biết bạn ạ. Không biết là khi nào chủ map mới sửa lại cái phần giao diện bên này. Tự nhiên mất một nửa ấy. Đấy. Mất một góc luôn. Không biết là hiển thị cái gì bên này nữa. Ok bạn ơi. Đúng rồi. Đấy. Bây giờ về sẽ lên level 10. Ôi. Ok. À xong nhiệm vụ lên thẳng 11 bạn ạ. Wow. Lên thẳng level 11 này. Đánh bại thảo nguyên xanh. Bạn ạ, không biết thảo nguyên xanh là cái gì. Thảo nguyên xanh chắc bản đồ mới à. Chắc bằng cái này à. À ok bạn ơi, rồi. Chắc là tập 1 chủ yếu là tôi đã review các bạn này. Đảo mặt trời bạn ạ. Học được cái skill, được mỗi cái skill ném băng thôi. Còn mấy cái skill kia tôi chưa học. Chắc là tập sau sẽ ngồi nghiên cứu thêm xem là cái map này còn những điều gì thú vị nữa bạn ạ. Được đấy, map này chơi thành series nhiều tập hay ho phết bạn ạ. Ok, thì video xin phép được kết thúc thôi. Các bạn có ý kiến gì muốn mẹp đó là rồi nữa thì hãy để lại bình luận dưới bạn nha. Xin chào và hẹn gặp lại.